Lại nữa, Xá Lợi Tử, theo lời tôn giả hỏi, do duyên gì mà nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh? Thưa tôn giả Xá Lợi Tử, vì các đại Bồ Tát chỉ là tên gọi nhất thời. Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, vì sao lại nói các đại Bồ Tát chỉ là tên gọi nhất thời? Thiện Hiện đáp, cũng như tất cả Pháp chỉ là tên gọi nhất thời. Mười phương ba đời không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không chỗ trụ. Trong tất cả Pháp không có tên gọi, trong tên gọi không có tất cả Pháp, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì tất cả Pháp cùng với tên gọi đều là tự tánh không. Trong tự tánh không, tất cả Pháp, tên gọi đều vô sở hữu bất khả đắc. Các đại Bồ Tát cũng vậy, chỉ là tên gọi nhất thời, cũng không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không chỗ trụ, chỉ là giả tạo. Do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá Lợi Tử, như sắc uẩn cho đến thức uẩn chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì sắc uẩn vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải sắc uẩn vân vân. Trong sắc uẩn vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có sắc uẩn vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì sắc uẩn vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không. Trong tự tánh không, hoặc sắc uẩn vân vân hoặc tên gọi, hoàn toàn vô sở hữu bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời. Do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá Lợi Tử, như nhãn xứ cho đến ý xứ chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì nhãn xứ vân vân chẳng phải tên gọi cũng chẳng phải nhãn xứ vân vân. Trong nhãn xứ vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có nhãn xứ vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì nhãn xứ vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không. Trong tự tánh không, hoặc nhãn xứ vân vân hoặc tên gọi, hoàn toàn vô sở hữu bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời. Do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá Lợi Tử, như sắc xứ cho đến pháp xứ chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì sắc xứ vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải sắc xứ vân vân. Trong sắc xứ vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có sắc xứ vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì sắc xứ vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không. Trong tự tánh không, hoặc sắc xứ vân vân hoặc tên gọi, hoàn toàn vô sở hữu bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời. Do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá Lợi Tử, như nhãn giới cho đến ý giới chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì nhãn giới vân vân chẳng phải tên gọi cũng chẳng phải nhãn giới vân vân. Trong nhãn giới vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có nhãn giới vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì nhãn giới vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không. Trong tự tánh không, hoặc nhãn giới vân vân hoặc tên gọi, hoàn toàn vô sở hữu bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời. Do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá Lợi Tử, như sắc giới cho đến pháp giới chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì sắc giới vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải sắc giới vân vân. Trong sắc giới vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có sắc giới vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì sắc giới vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không. Trong tự tánh không, hoặc sắc giới vân vân hoặc tên gọi, hoàn toàn vô sở hữu bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời. Do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá Lợi Tử, như nhãn thức giới cho đến ý thức giới chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì nhãn thức giới vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải nhãn thức giới vân vân. Trong nhãn thức giới vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có nhãn thức giới vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì nhãn thức giới vân vân cùng với tên gọi
đều là tự tánh không, trong tự tánh không, hoặc nhãn thức giới vân vân, hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng là như vậy, chỉ là nhất thời, do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá lợi tử, như nhãn xúc cho đến ý xúc chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì nhãn xúc vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải nhãn xúc vân vân. Trong nhãn xúc vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có nhãn xúc vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì nhãn xúc vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không, trong tự tánh không, hoặc nhãn xúc vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng là như vậy, chỉ là nhất thời, do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá lợi tử, như các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vân vân, chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vân vân. Trong các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vân vân. Chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không, trong tự tánh không và các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời, do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá lợi tử, như địa giới cho đến thức giới chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì địa giới vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải địa giới vân vân. Trong địa giới vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có địa giới vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì địa giới vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không, trong tự tánh không, hoặc địa giới vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng là như vậy, chỉ là nhất thời, do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá lợi tử, như nhân duyên cho đến tăng thượng duyên chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì nhân duyên vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải nhân duyên vân vân. Trong nhân duyên vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có nhân duyên vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì nhân duyên vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không, trong tự tánh không hoặc nhân duyên vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời, do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá lợi tử, như vô minh cho đến lão tử chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì vô minh vân vân chẳng phải tên gọi cũng chẳng phải vô minh vân vân. Trong vô minh vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có vô minh vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì vô minh vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không, trong tự tánh không, hoặc vô minh vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời, do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá lợi tử, như bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải bố thí ba la mật đa vân vân. Trong bố thí ba la mật đa vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có bố thí ba la mật đa vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không, trong tự tánh không hoặc bố thí ba la mật đa vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu bất khả đắc.
Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng là như vậy, chỉ là nhất thời, do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh. Xá lợi tử, như pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, chỉ là tên gọi nhất thời. Vì sao? Vì pháp nội không vân vân chẳng phải tên gọi, tên gọi cũng chẳng phải pháp nội không vân vân. Trong pháp nội không vân vân không có tên gọi, trong tên gọi không có pháp nội không vân vân, chẳng hợp chẳng tan chỉ giả tạo mà thôi. Vì sao? Vì pháp nội không vân vân cùng với tên gọi đều là tự tánh không, trong tự tánh không hoặc pháp nội không vân vân hoặc tên gọi hoàn toàn vô sở hữu bất khả đắc. Tên gọi của các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là nhất thời, do đó nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh.